khó ghê đấy. Lạnh. Xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình xuống nhà anh Nguyễn Tất Thắng các bạn. Hiện tại đang là 2 giờ 30 phút sáng. Bây giờ thì mình sẽ mời tất cả bạn cùng mình theo dõi hành trình mình xuống và cùng anh Thắng đi trải nghiệm ở trên bản mèo đỉnh Đán Dầu 2 các bạn nhá. Hiện tại thì mình cũng đến km số 0 của ở thành phố Hà Giang các bạn. Thì giờ đang chờ anh Thắng ra xong là mấy anh em cùng đi luôn các bạn. Buổi sáng nay mình đến ở trong ngoài khu vực huyện Vị Xuyên ấy. Thì mình đã ăn sáng rồi các bạn nhé. Giờ chỉ đợi các anh ăn sáng xong rồi mình với tất cả mấy anh cùng đi luôn các bạn ạ. Hiện tại là anh Thắng đang đi đầu trước các bạn, đi mua phân lân để một tí nữa là trở lên cho bà con ở trên đỉnh Đán Dầu. Tầm tiếng à, đâu nhỉ, hơn 100 cây à, hơn 100 tầm 70-80 cây thì đi cũng phải hơn tiếng nhỉ. Hình như bảo với nhau đây không nói, không kể sao đây. Anh Thắng kể đây.
mà đấy thì ra nếu mà đấy thì nhanh, cũng nhanh thôi. Hôm đấy thì còn ngon, đi là đoạn trượt lái hôm đất. Đường đất. Không phải đường con này đâu. Đường lên trên bản này các bạn này. Trên đỉnh Đán Dầu. Các bạn ạ, thì là sao không lấy, nếu mà lấy xe máy về vẫn chở được mà cái đường này nhé. Chú lấy cho anh Thắng. Ở trên bà con đang xuống để vác phân lân này các bạn này. Đây à, mấy chị em đi lấy phân đây à? Phải không? Thế thì mưa này thì làm sao mà đi được. Còn ai xuống lấy nữa không? Hả? Đội gì giết đâu? Bọn này người đi thôi hả? Có người cóng được hai bao không? Vác bộ sao? Vác bộ thì bao giờ mới đến? Lấy này thì sao mà đi được nhỉ? Không thì bây giờ như này để hơi khó đi đấy. Bảo chở hộ nữa đi. Chở hộ đi. Đây à? Thế thì cống được hai bao không? Gọi trưởng thôn. Mấy cây lên được. Nếu mà đi đây thì lên đây lên tắt không? Lên tắt rồi 27 cây. Đấy, có đường tắt không? Trời hiện tại đang mưa các bạn. Mưa rất là nhiều rồi, chuẩn bị mưa to rồi. Đi ngồi xe đi, không đường trơn này đi. Bước lên trước lên xe yếu ơi. Chỗ kia đằng, ngồi đằng sau không đường này nó bàn lắm. Giờ mình đến cái chỗ đoạn đổ bê tông ngày trước anh Thắng hỗ trợ để làm cái đoạn này các bạn. Chỗ làm mấy ngày anh? Như thế là ngon rồi. Đoạn này là dốc khó nhất. Dày lắm, đổ dày lắm thôi. Nó mười mấy phần cái này. Nhiều chi quá. Cái chỗ đen chi hết rồi. Đợt đấy là mấy chục bao thôi đúng không? 40 bao à? 13 tấn. 13 tấn rồi. 20 mấy bao. 13 tấn. 10 tấn đã là 50 bao rồi. À 13 tấn nữa mà nhỉ? Ừ. Bao nhiêu chi? Khả năng lên trên này. Đứng chờ đón rồi còn đâu đi lên. Hẳn Đán Dầu kia không đi được đâu. Vâng. 7 cây thì hơi xa anh. Tức còn lên Đán Dầu 2. Đôi giày thế kỷ để về chưa giặt được đúng không? Cho mấy bà phụ nữ mấy đàn sao mà ấy vào vác để đi từ đây đi. 7 cây thì vất lắm.
tới là làm tiếp thì trên thầy thêm. Này hơn 100 mét rồi đấy. Cũng xa phết đấy. Dài. Đấy, cái này làm từ đây lên nữa. Bà con được nhờ. Họ vẫn phải đi trồng làm hương. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.